kính chào các cô chú anh chị ạ. Lời nói đầu tiên là cho Khánh gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các cô chú anh chị. Và sau đây thì em xin phép được chia sẻ một số suy nghĩ của em và cập nhật về tình hình sự cố mà xảy ra trong mấy ngày hôm nay về tình hình của Phong và nhóm của Phong Nguyễn á. Dạ. Thì trước hết là em xin phép trình bày về cái vấn đề mà cái sự cố xảy ra trong mấy ngày hôm nay. Thì như em đã cập nhật á, thì thông tin mấy ngày hôm nay thì vấn đề của Phong với nhóm của Phong, thì sáng nay thì nhóm của Phong đã lên làm việc với cơ quan chức năng, thì cũng được các anh chiến sĩ trên đó thì đã giải thích về những cái lỗi mình đã xảy ra và những thông tin mình đăng lên như thế nào, thì các anh trong cơ quan chức năng á, ảnh cũng đã giải thích một cách là cặn kẽ và rõ ràng. Thì Phong á, và nhóm của Phong á, thì đã hiểu rõ, và cũng như là clip mà Phong mới đăng hồi trưa nay á, cùng với nhóm á, là cũng đã xin lỗi các cơ quan chức năng và xin lỗi bà con ở dưới Bến Tre. Thì thực sự á, thì Phong á, thì cũng cái thông tin mà dẫn đến cái sự cố trên á, thì thật sự thì Phong và cái nhóm của Phong thì cũng thật sự là cái niềm vui nó quá lớn, nên là anh em trong nhóm thì cũng không để ý tới, và để không xác thực cái thông tin trên, nên là mới xảy ra cái sự cố đáng tiếc như vậy. Thì mặc dù Phong và nhóm của Phong là cũng đã lên tiếng để xin lỗi bà con ở dưới, nhưng mà theo như em được biết á, thì Phong á, nó vẫn cảm thấy buồn và áy náy trong lòng vì vì thông tin của mình đưa ra mà để bà con thấy nó không đúng, bà con thấy buồn. Dạ, thì em á, là anh của Phong, thì trước hết á, thì em cũng thật sự là xin lỗi đến quý cô bác ở dưới Bến Tre, cũng như là các mạnh thường quân đã theo dõi kênh của Phong và kênh của anh em tụi con. Thì ngay hiện bây giờ thì Phong và nhóm của Phong thì cũng hiện ở dưới Bến Tre để làm công tác thiện nguyện. Vài bữa nữa Phong sẽ về, nhưng mà em cũng đã trao đổi với Phong thì có gì sắp xếp trao quà xong để tranh thủ đi về, tại vì trong thời gian này mùa dịch nên là mình cũng hạn chế đi tiếp xúc và đi lại nhiều nơi. Dạ. Thì sau đó thì Phong sẽ về lại ở Long An, Gò Đen trên này. Và em cũng chia sẻ về vấn đề của em, thì em là anh trai của Phong. Thì ngay từ những ngày đầu mà hai anh em làm YouTube này á, thì thực sự là trong nguyện vọng của anh em là cũng muốn làm một cầu nối để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Thì cũng được, trong thời gian qua thì cũng được bà con cô chú á, ở trong và ngoài nước đã góp sức để tạo điều kiện cho tụi em đi trao yêu thương cho những mảnh đời khó khăn. Thì để thực hiện được những hoài bão đó thì cũng nhờ các cô chú anh chị thương. Và qua những cái sự cố á, qua những sự cố trên á, thì em đứng ở rằng xem như là giống như em đứng đằng sau của Phong. Lúc nào á, Phong mà cần vấn đề gì mà trao đổi thì em cũng luôn hỗ trợ. Đến bây giờ á, thì có nhiều quý cô chú anh chị á, thì nói sao bây giờ mới biết là anh trai của Phong. Thì thực sự á, em thì em cũng có làm đi theo làm tiếng Phong một số chương trình thiện nguyện, thì em cũng ít xuất hiện. Dạ. Thì tại vì
em thì chỉ đứng đứng sau thôi, chị đứng sau hỗ trợ em. Thì chắc sau cái sự cố này á, em sẽ cố gắng để tìm hiểu thông tin và tìm hiểu thông tin kỹ về cái chính sách mà bên YouTube như thế nào để có gì hỗ trợ em. Thực sự thì em á và Phong thì cái suy nghĩ là chỉ giúp người và tạo điều kiện tối đa để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn thôi. Nhiều lúc cũng không để ý tới mà cái vấn đề là mình giúp đó đúng hay là sai. Mình chỉ thấy là cái việc mình làm đúng. Nên là bây giờ á thì tụi em sẽ cố gắng sẽ chắt lọc và tìm hiểu thông tin thật kỹ. Và bây giờ một lần nữa thì em cũng thay mặt Phong và nhóm của Phong thì mong các cô chú ở dưới Bến Tre và cô chú Mạnh Thường Quân ở trong và ngoài nước thì cũng đừng buồn, đừng giận tụi em. Thì tại vì em thì em có chia sẻ tâm sự với Phong á, thì lúc mà Phong ghi hình hồi trưa này để gửi lên các cô chú anh chị á, thì thực sự là biết là cô chú anh chị thương mình rất nhiều, nhưng mà một người đã làm lỗi á thì mình cảm thấy nó áy náy và trong lòng nó thấy là thực sự là rất là khó chịu. Dạ. Thì bây giờ á em nhóm và Phong sẽ cố gắng thực hiện những hoài bão ước mơ của mình để làm cầu nối và kết nối yêu thương của quý cô chú anh chị. Thì cái kênh mà Phong Nguyễn thì đã thành lập cũng ngoài một năm. Cái kênh anh em Gò Đen thì tại vì em xin chia sẻ vì sao mà hai anh em đặt tên anh em Gò Đen. Thì em thì tên Khánh, nhưng mà ở ngoài á, ở nhà thì tên thường thường mình có hai tên trong và tên ngoài. Tên ở ngoài tên là bé Anh, còn tên của Phong là bé Em, nên là theo em đã đặt tên là anh em, mà hai anh em của mình là ở Gò Đen, nên là quyết định là đặt tên anh em Gò Đen để các cô chú anh chị được biết á. Thì mình làm chương trình thiện nguyện thì mình rất là rõ ràng là không có sợ vấn đề, là không có sợ kẻ xấu hay là vấn đề xấu nào mà sẽ giấu tên tuổi hay giấu địa chỉ. Thì tâm nguyện của anh em tụi em là chỉ muốn là truyền tải thông tin đến tất cả anh chị, cô chú anh chị á, là thì hồi nãy giờ thì em cũng đã chia sẻ tâm sự về tình trạng của Phong và về tình trạng của Phong ở dưới như thế nào và cái hướng tương lai. Thì mong sao là các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước sẽ luôn ủng hộ kênh anh em Gò Đen, kênh Phong Nguyễn và tất cả các kênh của trên các kênh làm chương trình thiện nguyện. Thì mong sao là các cô chú anh chị luôn đồng hành sát cánh cùng tụi em để tụi em thực hiện cái hoài bão ước mơ của mình. Dạ, thì chỉ mong sao là mọi người được có niềm tin tươi đẹp trong cuộc sống. Dạ, thì nói đến đây thì thực sự thì chỉ mong sao là các cô chú anh chị là thương yêu ủng hộ tụi em. Dạ, bây giờ thì không, bây giờ em xin phép và đóng clip ở đây. Chúc cô chú anh chị có một buổi chiều, một buổi tối thật vui vẻ, ấm áp bên gia đình. Dạ, mong các cô chú anh chị trong và ngoài nước luôn ủng hộ sát cánh cùng tụi em. Dạ, em cảm ơn rất là nhiều.
Dạ em xin kính chào các cô chú anh chị ạ. À.